Chúng ta cùng phân tích đề bài. Đề bài cho hỗn độ E gồm có 3 anh ST đều no mạch hở X, Y và Z, X nhỏ hơn Y, nhỏ hơn Z. Anh X thì đơn chức, anh Y và anh Z là hai chức và chỉ tạo ra từ một loại ancol. Cho 0,08 mol E tác dụng vừa đủ với 110 ml dung dịch NaOH1m thu được hỗn hợp T gồm có hai muối của hai axit carboxylic có mạch carbon không phân nhánh và 5,48 g hỗn hợp S gồm có hai ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol E thì cần dùng vừa đủ là 0,58 mol oxy. Để bài yêu cầu xác định phần trăm theo khối lượng của anh Y trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây thì chúng ta sơ đồ hóa bài toán như sau này. Ở đây mình sẽ có là hỗn hợp E. Hỗn hợp ở đây là hỗn hợp E. Hỗn hợp E thì gồm có anh X thì nó là anh ST. Anh ST ở đây là no mạch hở và đơn chức. No đơn chức. Còn anh Y và anh Z thì nó là ST cũng no và cũng mạch hở nhưng mà nó lại là hai chức. Đấy, nó lại là hai chức. Để hai chức thì tôi ghi là ST đôi nhé. Tổng số mol của nó đầu bài cho là bằng 0,08 mol. Anh này tiến hành hai thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất là người ta cho tác dụng với NaOH, cho tác dụng với một lượng NaOH đây. Người ta lấy một lượng là vừa đủ thì cần 0,11 mol. 0,11 mol thì thu được đây. Thì thu được đó là hỗn hợp T. Hỗn hợp T thì gồm có hai muối của hai axit không phân nhánh và đây đó là hỗn hợp F gồm hai ancol. Hỗn hợp F đây sẽ gồm có hai ancol này thì đều là ancol đơn và nó là đồng đẳng liên tiếp như này. Và chúng ta thấy rằng khi anh X ấy, mà đã là ST no mạch hở đơn chức thì chắc chắn là nó tạo bởi axit đơn và ancol đơn, đúng không? Và đã là ancol đơn rồi thì hiển nhiên ở đây sẽ chứa ancol đơn, mà hai ancol đấy là đồng đẳng liên tiếp thì chứng tỏ rằng hai ancol này đều là no mạch hở đơn chức, đều no nhé, đều mạch hở và cũng đều đơn chức và đồng đẳng liên tiếp nhau. Biết cái khối lượng F này đầu bài cho là bằng 5,48 gram. Đó. Và một thí nghiệm khác thì người ta làm sao? Vẫn là hỗn hợp E này, vẫn là 0,08 mol thì cần đốt cháy đây thì cần một lượng oxy ở đây vừa đủ này là bằng 0,58 mol. Thì khi đốt cháy chắc chắn tôi sẽ thu được đây là CO2 và đây sẽ là H2O. Đó. Thế vậy đây là tất cả những gì mà đầu bài cho chúng ta. Vậy chúng ta sẽ làm bài tập này như nào? Thì chúng ta cùng bắt đầu như sau ạ. Đầu tiên là mình sẽ có số mol của NaOH. Đầu bài đã mồi sẵn số mol NaOH thì đây là một bài tập là tương đối dễ thở bởi vì NaOH mà người ta cho thì mình sẽ suy được rất nhiều thứ. Số mol NaOH bằng 0,11 thì nó sẽ bằng với số mol của nhóm COO trong anh STe bằng mol của COO trong STe và bằng với số mol của COO Na nằm trong muối bằng với số mol của nhóm OH nằm trong ancol mà ancol này lại là ancol đơn chức. Thế nên số mol của nhóm OH cũng chính là số mol của ancol luôn. Đấy. Một cái thông tin của NaOH thôi giúp chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn đề trong một bài tập. Tiếp này, chúng ta sẽ xác định luôn hai thằng ancol luôn nhé. Đoạn này thầy thấy thằng nhìn thấy ancol rồi, thấy biết khối lượng của ancol rồi, biết số mol ancol rồi. Thì mình sẽ suy ra đây, đó là M trung bình của ancol. M trung bình ancol thì sẽ bằng con số là 5,48 chia cho 0,11. Thì sẽ ra được con số là 5,48 chia cho 0,11. Thì thầy ra được là 49,8. Thì 49,8 thì nó nằm ở giữa hai số 46 và 60. Thế vậy thì một anh sẽ là C2H5OH, một anh sẽ là C3H7OH và mình sẽ một phương trình số mol và một phương trình liên quan đến khối lượng. Mình sẽ bấm luôn số mol của hai ancol này. 1 này, 1 này, 0,11 tổng số mol, khối lượng sẽ là 46 này, 60 này. 5,48. Đó, một anh là 0,08, một anh là 0,03. Một anh là 0,08 mol, một anh là 0,03. Thế vậy thì mình đã dứt điểm được thằng ancol rồi. Mình sẽ cố gắng đi tính nốt hai thằng muối xem nó là hai muối gì rồi mình ghép vào là xong. Chỗ này thì mình coi như xong được một nửa bài toán đấy các bạn ạ. Tiếp tục này. Chúng ta sẽ đi xác định ancol. Và ancol là xong rồi, bây giờ mình sẽ xác định muối. Và muốn xác định muối thì chúng ta sẽ có như sau. Đầu tiên thầy sẽ gọi số mol của ST đơn chức thì thầy sẽ gọi nó là A mol. Số mol của ST hai chức thì thầy sẽ gọi là B mol. Cả anh Y và anh Z này đều là ST hai chức thì thầy gọi chung nó là ẩn B. Ta sẽ có phương trình thứ nhất là A cộng B là bằng 0,08, đúng không? Tổng số mol là 0,08. Thứ hai là phương trình bảo toàn nhóm COO thì anh ST đơn chức thì có một nhóm COO, anh ST hai chức thì sẽ có hai nhóm COO, sẽ là 2 nhân B và F là bằng số 0,11. Từ đó mình sẽ dễ dàng ra được ẩn A bằng và ẩn B bằng. Thì ẩn B đây 11 trừ đi 8 thì B sẽ bằng 0,03 và A sẽ bằng 0,05. Sau khi ra được số mol của anh X và anh Y rồi thì thầy đã ra gọi tiếp mình gọi số mol của CO2 là X, gọi số mol của nước là Y thì ta sẽ có phương trình như sau.
đó là thầy bảo toàn oxy 2x cộng với bảo toàn oxy này. Thì đây mình sẽ bảo toàn oxy là 2x này cộng với y thì sẽ bằng số mol oxy trong oxy đốt là 0,58 nhân 2 cộng với oxy ở trong cái hỗn hợp E này, mà oxy trong hỗn E nó chính là nằm trong nhóm CO, mà CO lại có hai oxy nên do đó 0,11 nhân 2. Tiếp thầy sẽ có một mối liên hệ, đó là số mol của CO2 trừ số mol nước. Số mol CO2 trừ số mol nước thì sẽ bằng số mol nhân độ bất bão hòa. Thì hãy nhớ rằng nhé, anh ete mà đã là ete no mạch hở đơn chức, ete no mạch hở đơn chức thì anh này sẽ là k bằng 1, còn ete no mạch hở và hai chức thì k bằng 2. Thì k bằng 1 thì không làm cho CO2 nước chênh lệch nhau, mà chỉ có anh ete hai chức no mạch hở này thì mới làm cho nước với CO2 chênh lệch nhau. Và x trừ y thì bằng k trừ 1 nhân b, mà 2 trừ đi 1 thì nó bằng 1, thì 1 nhân b mà b em biết rồi bằng 0,03. Đây sẽ là 0,03. Công thức này dựa trên cái nền tảng là số mol của CO2 trừ số mol của nước thì sẽ bằng k trừ 1 nhân với số mol của một cái chất gì đó tôi đặt là x. Đấy. Thì đây thì là cái biểu thức mà nhắc lại thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Giá trị của x bằng giá trị của y bằng. Đối máy tính thì mình có như sau. Hai phương trình hai ẩn này, 2 này, 1 này, 0,58 nhân 2 cộng với 0,11 nhân 2. Phương trình thứ hai là x này trừ 1 này. 1 này trừ 1 này. 0,03 này, đó thì thấy ra được ẩn x ở đây là bằng 0,47 và ẩn y ở đây là bằng 0,44, 0,44. Thế vậy thì sau khi em có được số mol CO2 rồi, có số mol nước rồi thì khối lượng CO2, khối lượng nước em biết, biết khối lượng oxy thì em sẽ bảo toàn khối lượng. Chúng ta sẽ bảo toàn khối lượng này, bảo toàn khối lượng thì mình sẽ ra được đó là khối lượng của anh E sẽ bằng CO2 là 0,47 nhân 12, xin lỗi, nhân 44 cộng với 0,44 nhân 18 trừ đi oxy là 0,58 nhân 32 thì khối lượng của anh E sẽ bằng 10,04 gram. Biết E là 10,04 rồi thì suy ra khối lượng của thằng muối. Mình sẽ bảo toàn khối lượng một lần nữa. Bảo toàn khối lượng. Đó. Thì khối lượng của NaOH em biết, khối lượng của ST em biết, khối lượng của ancol biết thì em sẽ dễ dàng ra được khối lượng của muối T sẽ bằng 10,04 này cộng với NaOH là 0,11 nhân 40 trừ đi ancol là 5,48. Thì thấy ra được ở đây muối sẽ là 8,96, 8,96 gram. Và chúng ta sẽ quy đổi thằng muối như sau này. quy đổi cái chỗ muối T ấy, muối T thì ở đây chúng ta sẽ có này hai anh muối của chúng ta thì đều là muối no và một anh thì là muối đơn chức, một anh sẽ là muối hai chức đúng không? Thế vậy thì chúng ta sẽ có một anh sẽ là HCOONa, anh kia sẽ là COO COONa tất cả hai lần. Đó. Một thằng muối đơn và một thằng muối đôi. Và đây mình sẽ giật cái nhóm CH2 ra, giật cái nhóm CH2 ra. Đây chúng ta sẽ quy đổi theo phương pháp đó đồng đẳng hóa đấy, đồng đẳng hóa đấy. Đó. Thì muối đơn đây thì sẽ bằng với số mol của este đơn. Mà S số mol este đơn thì mình biết rồi, bằng 0,05 thì đây chốt luôn đây là 0,05. Cái muối đôi này thì chính là bằng số mol của anh este đôi luôn, bằng số mol este đôi. Bởi vì este đôi này được tạo bởi từ muối đôi và ancol đơn nên chắc chắn rồi số mol của muối đôi cũng chính là số mol của este đôi luôn. Đấy, thì anh này sẽ là 0,03. Và hãy nhớ rằng khối lượng của hỗn hợp T này là bằng 8,96. Anh này là bằng 8,96. 8,96 gam. Thế vậy thì mình lấy 8,96 trừ thằng này trừ này thì ra được CH2. Thầy sẽ lấy 8,96 này trừ đi 0,05 nhân với 68 trừ đi 0,03 nhân với bằng ngoặc ra 44 44 cộng với 23 đóng ngoặc vào nhân 2. Đó. Phải không nhỉ? Đúng rồi. Thì bằng 1,54, 1,54 chia cho 14 thì anh này sẽ bằng 0,11 này, 0,11. Và cái số 0,11 này sẽ được ghép vào hai mối này. Thì ghép như nào? 0,11 này sẽ là bằng 0,05 nhân 1 nhân 1 cộng với 0,03 nhân 2. 0,03 nhân 2. Thằng nhân 1 thì có nghĩa là gì? Thằng này sẽ được cộng 1 CH2 vào. Được cộng 1 thằng CH2 vào. Đó. Còn này cộng nhân với 2 thì tức là thằng này sẽ được cộng thêm 2 thằng CH2 vào. CH2 vào. Đấy. Thế vậy thì chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta sẽ ghép chất. Chúng ta sẽ ghép chất. Ghép vào thì chúng ta sẽ được một thằng C2 lắp vào đây thì cái này sẽ là CH3 COONa sở hữu số mol là bằng 0,05 và cái mối thứ hai thì có hai thằng CH2 ghép vào thì nó là CH4 luôn, anh này sẽ là C2H4 và đây sẽ là COONa tất cả hai lần số mol nó bằng 0,03. Đó xong. Như vậy thì sau khi mà có được phần muối rồi, có được anh ancol rồi thì chúng ta sẽ ghép lại thành este và chúng ta sẽ có này ghép lại ghép chất ghép chất
thì đây mình sẽ có đây, đó là hỗn hợp E chúng ta sẽ gồm gồm có ba este sau: este X này, este Y này và este Z. Đó thì nhớ là thằng Y và thằng Z nhé, nó là este đôi, mà este đôi thì bắt buộc rồi nó phải là cái muối muối đôi là C2H4 COO CO đấy, và thằng này cũng phải là C2H4 CO. Và nhớ là gì, đầu bài cho chúng ta một cái manh mối cực kỳ quan trọng ở đây, đó thì hai cái este này nó phải được tạo ra từ một loại ancol, tức là hai gốc này phải giống hệt nhau, tức là ở đây gốc này và gốc này giống hệt nhau thì gốc này sẽ phải ôm thằng CH5, còn gốc này sẽ phải ôm thằng C3H7, đúng không? Tất cả hai lần anh nãy vậy, hai lần đó. Mà C3H7 đầu bài cho chúng ta bao nhiêu mol? C3H7 đầu bài cho chúng ta là 0,03, đúng không? 0,03 thì chứng tỏ là chỗ này chỉ được phép điền đây là 0,015 thôi, bởi vì 0,03 chia đôi mà, thì đây này 0,015. Tiếp tục này, C2H4CONA là 0,03 mà đây đã ngốn mất 0,015 rồi, thì thằng này sẽ là nốt 0,015 nữa, được chưa? Còn thằng este đơn trước này thì phải tạo được muối đơn đây chỉ còn mỗi CH3 thôi, COO. Và chúng ta thấy rằng này C3H7 thì hết rồi, CH5 thì còn, CH5 đây đầu bài cho là bằng 0,08 mol, mà dính vào trong este này thì mất 0,03 rồi, đúng không? 0,015 nhân đôi mà 0,03 thì 0,08 trừ đi 0,03 thì còn là 0,05, thì đây nhét nốt đây CH5 đây là 0,05 xong. Và trong x, y, z này người ta yêu cầu tính phần trăm khối lượng của ai? Người ta yêu cầu tính phần trăm khối lượng của anh y. Thế vậy thì chúng ta sẽ có này, phần trăm này, phần trăm khối lượng của anh y, của anh y thì sẽ bằng là 0,015 nhân mở lớn anh này, mở lớn anh này thì bấm như sau: 44 này cộng 29 nhân đôi cộng với 28 ở đây thì bằng 174 nhân 174 chia tổng khối lượng của anh ET. ET lúc trước chúng ta tính tổng khối lượng rồi, nó là con số là 10,04 đây này. Đấy, 10,04 thì mình chia cho 10,04 nhân với 100% thì kết quả sẽ ra là 0,015 nhân 174 chia cho 10,04 thì thấy ra được kết quả đây là xấp xỉ là 26%, xấp xỉ 26%. Và đáp án của chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án C, 26% các bạn nhé.